Và ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ cùng chào đón lại một vị khách mời đặc biệt nữa đã từng xuất hiện ở bán kết. Bởi vì chúng ta muốn có một sự nhìn tổng quát dành cho tất cả 10 gương mặt. Xoay con ba 360 độ á, chú sợ mà con ngã cái dính vô con mắt chú. Nguồn dinh dưỡng từ thịt. Super 10 siêu tài năng hiếm mùa 2 lúc 20:30 thứ năm hàng tuần trên HTV7 và kênh YouTube Madison Media Group.